sẽ gá cái này ở bên này ha. Đây. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ gá cái còn lại bên này. Rồi, ok. Tiếp theo thì mình sẽ gá cái này vào đây ha. Đây, mình sẽ dùng hai ốc này đây. Rồi ha, thì mình đã bắt xong cái gà phía sau ha. Đây, bắt bằng hai ốc. Tiếp theo thì mình sẽ dặn cái này ra. Mình sẽ dặn cái này vào đây ha. Cái này là cái lọc nước. Dặn chặt vào. Rồi, thì cái ống này là cái ống để cấp nước ha. Thì mình đây, mình sẽ gắn vào đây thì mình chỉ cần kéo nó ha, đưa vào là được đó. Rồi như vậy là xong. Còn cái đầu còn lại thì mình có thể là gắn trực tiếp vào dòi đây, vào dòi nước máy trực tiếp luôn. Còn nếu mà mình sử dụng cái xô nước á thì mình sẽ sử dụng đây là cái cục lọc ha. Đây, đây. Rồi đó, cái này là khi mình gắn cục lọc là để bỏ vào xô nước ha. Rồi như vậy là xong cái phần cấp nước. À, tiếp theo là mình gắn súng và dây ở phía mặt trước đây ha. Thì để gắn vào thì mình ở đây có hai đầu giống nhau. À, thì mình sẽ đẩy mạnh vào đây là được đây ha. Đó, mình đẩy mạnh vào là được. Thì cái này để tháo ra thì mình cần phải xả hết hơi trong súng ra, sau đó mình kéo này nè, mình kéo qua để cho nó bật ra. Đó, okay. Đó, là để tháo ống ra ha. Còn cái lúc mà mình gắn vô mình chỉ cần đẩy mạnh vào là được. Rồi thì đầu còn lại mình cũng đẩy mạnh vào súng luôn ha. Thì để tháo ra thì mình cũng nhấn nút này tương tự luôn, mình nhấn nút và mình kéo ra là được. Rồi tiếp theo thì mình gắn cái súng bắn vào này. Đây thì mình chỉ cần đẩy vào trong ha. Rồi mình đẩy vô nữa cái mình xoay. Đó, như vậy là nó sẽ cưng cái súng. Rồi, các bạn lưu ý là để tháo đầu này với đầu này ra được đó, thì mình cần phải xả súng hết hơi nha. Mình tắt máy và mình xả hết cho nó đỡ hết cái áp lực nước á, thì lúc đó mình mới tháo được cái đầu này với đầu này ra nha. Rồi như vậy là xong cái phần lắp ráp. Thì ở đây có một cái xà bông cũng như là cái bình nè, bình để đánh bọt ha. Thì mình gắn cái bình cũng tương tự như là cái này ha. Đây, đó thì mình gắn cái bình để xịt bọt tuyết cho xe thì nó cũng tương tự như là cái súng thôi ha. Để tháo ra thì mình chỉ cần nhấn vào và xoay rồi đó. Nên ha, thì ở phía dưới có một cái khóa là không cho mình chạy ha. Thì khi nào mình hoạt động mình mới phải mở máy để chạy ha. Còn lỡ các bạn có chỉnh máy hay gì thì bạn cứ khóa lại. Nên ha, thì để hoạt động máy nó chỉ có một chế độ thôi. Đó, đó. Rồi ha, như vậy là xong cái phần lắp đặt ha. Rồi chút xíu mình sẽ quay cái phần thực tế cho mọi người xem luôn. Quay với bình nước ha, mình sẽ chuẩn bị một cái xô nước đây đó, thì mình sẽ lắp thêm cái lọc vào ha. Đó, mình thả vào. Ok, thì các bạn để ý cái phần này nè. Thì các bạn kiểm tra cho cái này nó dặn chặt lại ha. Ok, chặt lại nè. Rồi cái lúc các bạn đẩy vô sát luôn nha. Dài là chưa sát nè. Sát vô luôn, cái này là chưa sát nha. Sát vô luôn nữa mới được. Đó. Các bạn cho cái phần màu xanh này nó đụng gần cái dòng màu đen này luôn nha. Đó, sát. Sát vô trong này nó mới được nha. Còn nếu hở thì máy nó sẽ không hút lên nước lên được đâu. Đây, các bạn để ý nha. Đây, cái phần màu da màu xanh này nó sát vô, xét cho cái đệm màu đen luôn nè. Đó, như vậy nó mới xét. Đó, còn nếu mà các bạn để hơi hơi ngoài này thì nó sẽ không hút được đâu. Đó, xét hay ha. Rồi, ok. Rồi, thì súng thì mình cũng đã lắp sẵn rồi. Thì đầu tiên các bạn đã
đầu tiên các bạn mở máy mà fan có bấm súng nha, để cho nước nó bơm lên đó. Sau khi thấy nước bơm lên thì các bạn có thể sạch là ok. Rồi ha, sau khi cái máy nó bơm tới một mức độ nước thì nó sẽ dần rồi. Đó, thì bắt đầu bây giờ bạn mới sử dụng súng. Rồi các bạn có thể xoay cái đầu này để cho ra cái tia khác ha. Thì đây là cái tia này. Cái tia này. Các bạn xoay thì nó sẽ ra tia dài. Thì cái máy cái lúc mà nó bơm đủ nước thì nó sẽ tạm dần này nè. Khi các bạn xả thì nó mới bơm nước thì nó mới kêu, nó mới chạy lại nha. Xong với nước này thì lát mình sẽ làm thêm cái nước trực tiếp tại vòi. Vòi nước máy ha, thì mình sẽ gắn vào và mở vòi. Đây, thì cái máy rồi mình mở on máy thì cái máy nó đã bơm đủ áp suất của nước thì nó sẽ tạm dừng. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng bình thường như hồi nãy ha. Thì cái máy nó sẽ tạm dừng khi các bạn xịt ra thì nó mới bơm lại. Như vậy là xong cái phần lắp với trực tiếp tại giờ.